nhỏ hoặc là online. Tương lai gần thì vẫn là ngành dịch vụ và ngành ăn uống. Khi nào bạn cảm thấy mình làm chủ được? Tùy thời điểm thôi, nhưng mà trong thời điểm này thì nên là nhượng quyền. Retail Tech and Franchise Show năm 2019. Tiếp nối sự thành công của S Việt Nam, Retail and Franchise Asia và Vinasat tiếp tục đồng tổ chức triển lãm quốc tế công nghệ cửa hàng và nhận quyền thương hiệu VRF từ ngày 31 tháng 10 đến ngày 2 tháng 11 năm 2019 tại Trung tâm Hội nghị và Triển lãm Sài Gòn SECC lần thứ 11, 799 Nguyễn Văn Linh, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh. Triển lãm nổi bật với mô hình nhượng quyền thương hiệu và công nghệ thiết bị cửa hàng đến từ 100 thương hiệu thuộc 6 khu gian hàng quốc gia Hàn Quốc, Đài Loan, Indonesia, Nhật Bản, Singapore, Malaysia, 80 thương hiệu nhượng quyền Việt Nam, Thái Lan, Trung Quốc, Mỹ, Úc và các nước châu Âu cùng 100 thương hiệu hoạt động chuỗi cung ứng và thiết bị cửa hàng. Bên cạnh đó là các hoạt động giới thiệu mô hình nhượng quyền tiềm năng tại thị trường Việt Nam, trưng bày sản phẩm thiết bị cửa hàng với công nghệ, kỹ thuật mới, hội thảo về nhượng quyền và cải tiến công nghệ trong cửa hàng với diễn giả Nguyễn Phi Vân, được đồng tổ chức với Retail and Franchise Asia, workshop về thương mại điện tử và chuỗi cung ứng trong ngành thương mại điện tử, đồng tổ chức bởi Haravan. Đặc biệt, 1.000 quyển sách của tác giả Nguyễn Phi Vân sẽ dành tặng cho mỗi thành viên trong nhóm tham quan từ 7 người có đăng ký trước. Sự kiện đồng tổ chức là triển lãm Coffee Expo Việt Nam 2019, trưng bày sản phẩm và dịch vụ trong chuỗi cung ứng cho cửa hàng cà phê, trà và món ngọt diễn ra vô cùng sôi động và hấp dẫn. VRF Move Your Business Design into Action.